Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Sâm Hà trong khóa tu mùa hè. Nếu mà chúng ta có thì giờ, nếu mà chúng ta không có bận rộn quá trong công việc làm ăn, thì chúng ta có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Mỗi cái nụ hoa, mỗi cái đọt lá, mỗi cái giọt sương đều là những cái màu nhiệm của sự sống. Và những màu nhiệm đó không phải là chỉ có xung quanh ta, mà nó có ở trong ta. Như là hai mắt mình là màu, rất màu nhiệm. Và nếu chúng ta có thời giờ để mà nghiên cứu về con mắt của mình, thì mình thấy con mắt mình là một cái gì hết sức là quý giá, hết sức là màu nhiệm. Và ở các thành phố lớn trên thế giới, những cái trường đại học nó có những cái viện, những cái institute chuyên môn nghiên cứu về con mắt, gọi là Eye Institute. Và trong những viện đó, họ tìm hiểu về con mắt rất là sâu sắc, và họ tìm tòi cái phương pháp để có thể bảo vệ con mắt, bảo vệ những cái rất là màu nhiệm. Có một lần thầy đi khám con mắt và phải xin tới 3 ngày mới được gặp một vị bác sĩ chuyên môn về mắt ở một cái viện gọi là viện mắt ở tại trường đại học Columbia. Và những người trong đó họ nghiên cứu, họ có một cái thấy rất là sâu sắc về con mắt, và họ biết những cái phương pháp để chữa trị con mắt và bảo vệ con mắt là một trong những màu nhiệm của cái cơ thể con người. Trong cơ thể con người nó có những cái màu nhiệm khác, như là trái tim. Có những người biết rất rõ về trái tim và có thể biết cách để mà bảo vệ trái tim và để chữa lành trái tim khi mà trái tim có những vấn đề. Và trong cơ thể chúng ta có rất nhiều những cái màu nhiệm, và những màu nhiệm đó chúng ta chưa thấy hết được. Cái khoa sinh vật học, cơ thể học, nó còn tiếp tục khám phá ra được những cái màu nhiệm khác trong cơ thể. Và tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Tâm hồn chúng ta là những cái gì rất là màu nhiệm. Đứng về phương diện thọ, tưởng, hành và thức á, thì mỗi cảm thọ là một cái màu nhiệm. Mỗi cái tri giác là một cái màu nhiệm. Mỗi cái tâm hành màu nhiệm, tâm hành thương yêu hay tâm hành giận dữ đều là những cái rất là màu nhiệm. Cũng như là bông sen, và cái buồn trong đó bông sen mọc lên á, không những bông sen nó màu nhiệm mà buồn cũng là màu nhiệm. Tại vì nếu mình biết rất rõ là nếu không có buồn thì không có sen. Thì trong cơ thể của chúng ta cũng vậy, có rất rất nhiều những cái màu nhiệm mà khoa học chưa khám phá được hết, mới khám phá được một phần rất là nhỏ. Thì trong đạo Phật chúng ta có cái pháp gọi là quán thân trong thân, là cũng để nhìn và nhận diện cái màu nhiệm của cơ thể, quán thân trong thân. Và thân thuộc về sắc, là uẩn thứ nhất của năm uẩn. Và bây giờ chúng ta có thể mời các nhà thiền học với các nhà khoa học làm việc chung với nhau để cùng quan sát cái thân, để tìm ra những cái màu nhiệm của cơ thể, tức là uẩn thứ nhất gọi là sắc uẩn. Chúng ta có thể là cần 1.000 năm nữa hoặc 2.000 năm nữa mới có thể biết được khá sâu về cái con người của chúng ta, con người, cái hình hài vật chất của chúng ta. Và như vậy khoa học và Phật học, những người thiền tập với những nhà khoa học có thể cả làm việc với nhau được. Khi mà các nhà khoa học nghiên cứu một cái gì á, thì họ phải nhìn vào cái đó. Mà nếu cái đó đang đồng đậy thì là quan sát rất là khó.
Nếu một cái thân người mà chết rồi đó, thì mình xẻ ra một miếng gan hoặc là miếng óc hoặc là miếng máu để nghiên cứu, thì nó dễ nghiên cứu hơn, tại vì những cái đó đứng nguyên một chỗ. Nhưng mà sự sống đó, thì nó không phải như vậy. Sự sống là nó luôn luôn chuyển biến, và vì vậy cho nên nghiên cứu trong khi mà cái đối tượng nghiên cứu nó đang vận hành thì rất là khó. Và vì vậy cho nên thiền học á là nghiên cứu sự vật, mà nghiên cứu trong khi chúng nó đang vận hành, chứ phải đợi bắt nó phải nằm yên rồi mới nghiên cứu được. Thì khoa học cũng đang bắt chước cái cách đó, làm sao nghiên cứu được cơ thể của con người, không phải là như những cái tĩnh vật, tức là những cái vật đứng yên. Tại vì khi mà nó là tĩnh, nó đứng yên thì nó không có sự sống. Và phải tập nghiên cứu khi nào nó đang là một sinh vật. Và khi mà mình tập thiền quán thì mình quán chiếu cơ thể cũng như tâm hành như là những cái hiện tượng nó đang vận hành. Và vì vậy cho nên thiền học có thể giúp cho khoa học, và khoa học có thể giúp cho thiền học. Đó là viễn tượng của sự nghiên cứu trong cái thế kỷ tới và những thế kỷ tới nữa. Cơ thể con người cần phải được học hỏi thêm nữa, để chúng ta có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của cơ thể con người. Và ngoài cơ thể con người, chúng ta còn có cơ thể của những cái loài khác, các loài động vật, các loài thực vật, và cơ thể của vũ trụ như là tinh tú, sông Ngân Hà. Tất cả những cái đó là những cái rất là màu nhiệm. Và nếu chúng ta bận rộn cái chuyện làm ăn, có một tiệm rồi, muốn có tiệm thứ hai, muốn có đồng ra, đồng vào cho nhiều nhiều một chút, thì đâu có thời giờ để tiếp xúc với những cái màu nhiệm đó của vũ trụ. Muốn có cái xe hơi cho thiệt tốt thì phải làm cả ngày cả đêm. Vì vậy cho nên phải làm quá thời gian, gọi là overtime, làm quá thời gian. Thay vì làm 8 giờ một ngày thì làm 12 giờ một ngày. Như vậy là về mệt chết rồi. Đâu có thể thì giờ để tiếp xúc với những màu nhiệm, những màu nhiệm của cơ thể mình, những màu nhiệm xung quanh cơ thể mình, như là ánh trăng rằm, hay là ngôi sao lấp lánh, buổi sáng mai. Thành ra khi mà mình được sanh ra làm con người á, là một cái may mắn rất là lớn. Tại sanh ra làm con người, mình có cái cơ duyên để có thể tiếp xúc sâu sắc với những cái gì màu nhiệm ở trong mình và xung quanh mình. Thật ra mình sanh ra là con chim thì cũng có thể tiếp xúc được, hay là mình sanh ra một con nai cũng có thể tiếp xúc được. Nhưng mà con chim, con nai nó để thì giờ nó để đi kiếm mồi hơi nhiều, nó ăn cả ngày. Và vì vậy cho nên cái thì giờ nó có để mà tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống nó ít lắm. Mà con người bây giờ cũng vậy, lo chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện danh, chuyện lợi cả ngày, thành thử không có thì giờ để mà sống một cách thoải mái và tiếp xúc với những màu nhiệm của cuộc đời. Trong khi đó, những cái màu nhiệm đó nó có mặt trong giây phút hiện tại, nó có mặt trong ta và xung quanh ta. Những màu nhiệm về sắc, những màu nhiệm về thọ, về tưởng, về hành, về thức, tất cả đều màu nhiệm. Và Đức Thích Ca là một người đã bỏ cái ngôi vua, đã bỏ cái đời sống chính trị, đã bỏ cái đời sống bận biểu của gia đình để mà đi tìm tiếp xúc và hiểu thấu được những cái màu nhiệm đó của sự sống trong cái chiều sâu của nó. Có người nói rằng thế giới chúng ta là thế giới đầy tràn khổ đau. Cái đó có thể đúng, nhưng mà nó chỉ đúng một phần thôi. Có một người khác nói ngược lại là thế giới của chúng ta đầy tràn những cái màu nhiệm. Cái đó cũng đúng. Và có những người suốt ngày, suốt năm chỉ tiếp xúc với những khổ đau. Nhưng mà có những người khôn ngoan hơn, họ không biết làm ăn sao đó, mà suốt ngày họ có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm. Một mặt thì nói đời là khổ, nó cũng đúng thiệt. Một mặt nói là đời là màu nhiệm, nó cũng rất là đúng. Và mình sống như thế nào để mình đừng có tiếp xúc, chỉ tiếp xúc với những cái khổ đau, mà mình phải tiếp xúc với những màu nhiệm nữa.
thì mới không uổng một cái kiếp làm người. Và tại Làng Mai chúng ta thực tập đương hạ tịnh độ, tức là thực tập để có thể tiếp xúc được tịnh độ ngay trong giờ phút hiện tại. Đương hạ tịnh độ. Có nghĩa là không phải chờ tới khi cái thân thể này nó tàn hoại, mình mới sinh sang tịnh độ và tiếp xúc với những cái màu nhiệm như là hoa sen lớn bằng cái bánh xe, hay là dưa hồ sen không có buồn mà chỉ có cát vàng thôi, và những cái cây làm bằng vàng, bằng ngọc, bằng thất bảo. Và cái tịnh độ đó gọi là tịnh độ của tương lai. Nhưng mà trong khi chờ đợi cái tịnh độ tương lai thì Làng Mai thực tập tiếp xúc với tịnh độ trong hiện tại. Tại mình biết rằng nếu mình có chánh niệm, mình có sự tỉnh thức thì mình biết, mình thấy được ở trong người của mình nó đầy dẫy những cái màu nhiệm, và xung quanh mình nó đầy dẫy những cái màu nhiệm. Trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở, biết bao nhiêu cái màu nhiệm. Mà nếu những cái màu nhiệm đó nó không có thuộc về tịnh độ thì nó thuộc về cái gì? Trong chúng ta có những người bạn thiền sinh đã đến từ những cái truyền thống không phải là Phật giáo, như là truyền thống Cơ Đốc hay truyền thống Do Thái. Sáng hôm nay chúng ta đã tìm ra một sự thực là tại Làng Mai ngày hôm nay đã có 49 đã trong số thiền sinh tới Làng Mai đại diện cho 49 quốc gia. Và chúng ta quả thực là một cái tăng thân đa quốc gia, một cái tăng thân quốc tế. Và chúng ta sống như là một cái gia đình trong chánh niệm. Ngày thứ năm vừa rồi á là cái ngày về của một số các thiền sinh, để cho một số các thiền sinh mới tới. Thì ở trên sân thượng có các em thiếu nhi bắt buộc phải rời Làng Mai để về nhà. Có nhiều em khóc quá chừng. Trong đó có hai em người Cao Ly, người Đại Hàn. Và thấy các em đi mà quyến luyến Làng Mai mà khóc, thấy rất là thương. Đáng lý Bảo Tích cũng đi rồi đó, nhưng mà nhờ xương can thiệp thành Bảo Tích còn ở được thêm 2 tuần nữa. Và tại sao các em thích Làng Mai mà cảm thấy lưu luyến khi mà rời Làng Mai? Làng Mai đâu có gì đâu mà thích. Vô tướng truyền hình cũng không có, mà trò chơi điện tử cũng không có. Electronic game với là television không có. Vậy mà thích Làng Mai, tại sao? Tại Làng Mai các em được tiếp xúc với những cái màu nhiệm khác của cuộc sống. Mà nếu mà mình suốt ngày mình chúi đầu chúi mũi vào trong tivi, suốt ngày chúi đầu chúi mũi vào trong những cái trò chơi điện tử, thì làm sao mà tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống, của tịnh độ? Mình làm mất tịnh độ. Người lớn thì lo làm lo ăn, làm ăn quá nhiều, muốn có nhiều tiền, vì vậy cho nên mất tịnh độ. Còn con nít thì lo chúi đầu chúi mũi vào tivi với là trò chơi điện tử, vì vậy cho nên cũng mất tịnh độ. Ở Làng Mai chúng ta thực tập như thế nào để mà mỗi ngày chúng ta có thể tiếp xúc được với những màu nhiệm của tịnh độ? Và trong khi mà làm như vậy, chúng ta giúp cho nhau, và chúng ta làm chế tác ra được cái tình huynh đệ. Và tình huynh đệ rất là ngọt ngào, tình huynh đệ nó rất là nuôi dưỡng. Và nếu các em rời Làng Mai mà khóc á, là tại vì đã nếm được cái tình huynh đệ ở tại Làng Mai, và đã nếm được những cái niềm vui lành mạnh của tình độ ở Làng Mai. Và chúng ta, những người thường trú ở Làng Mai, phải giữ gìn như thế nào để Làng Mai còn mãi mãi là một cái tình độ cho người ta tới để mà tu tập, để mà tiếp xúc với những cái màu nhiệm của tình độ trong họ và xung quanh họ.
Nhưng mà không phải là tịnh độ chỉ có ở Làng Mai, tịnh độ có khắp nơi. Khi mà mình về tới thành phố mình, hoặc là thành phố Munich, hoặc là thành phố Amsterdam, hay là thành phố New York, thì nếu mình có chánh niệm, mình cũng có thể tìm ra được và tiếp xúc được với tịnh độ ngay ở chỗ đó. Và cái điều kiện đầu tiên là đừng có bận rộn quá, đừng có lo làm, ăn nhiều quá. Phải sống đơn giản hơn. Mình phải chọn giữa hai cái. Một cái là làm giàu, một cái là tịnh độ. Phải chọn giữa hai cái. Và sau khi mình đã chọn cái tịnh độ rồi á, thì mình phải bước thêm một bước nữa. Tức là mình phải giúp nhau tiếp xúc được với tịnh độ. Tại nhiều khi tịnh độ có đó, nhưng mà tại vì mình gây lộn nhau, thành ra tịnh độ có cũng như không. Hai vợ chồng gây lộn nhau thì còn đâu là tịnh độ nữa, phải không? Hai cha con mà giận nhau, gây lộn nhau thì hỏi tịnh độ làm sao mà có mặt được. Và vì vậy cho nên chúng ta thực tập như thế nào để giúp nhau tiếp xúc được tịnh độ và đừng có trở thành ra cái chướng ngại cho nhau. Ở trong ta người nào cũng có những hạt giống của khổ đau, của lo lắng. Và nếu chúng ta tưới tầm những hạt giống khổ đau lo lắng cho nhau thì tịnh độ biến mất. Và như vậy chúng ta ngăn cản nhau, không có cho được tiếp xúc với tịnh độ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải làm ngược lại. Là trong sự chung đụng, trong sự sống chung, chúng ta phải làm thế nào để tưới tầm cái hạt giống của thánh thơi, của tự do, của niềm vui trong ta và trong người khác. Và như vậy là làm cho tịnh độ có mặt. Có một nhà văn người Pháp tên là André Gide. Ông ta nói là ông ta có một cái định nghĩa rất là hay về Thượng Đế. Ông nói Thượng Đế là hạnh phúc giữa celibate. Và ông ta nói rằng cái hạnh phúc đó là Thượng Đế, nó có mặt cho ta 24 giờ đồng hồ mỗi ngày. Và bên phía các bạn Cơ Đốc giáo, họ không có gọi cái cõi màu nhiệm đó là tịnh độ, mà họ gọi cái cõi đó là thiên quốc. Tức là nước Chúa đó. Thiên quốc, the kingdom of heaven. Thì tất cả những cái gì mình thấy trong giây phút hiện tại đó, trời xanh, mây trắng, liễu lục, hoa hồng, ánh mắt của em thơ, tất cả những cái đó đều thuộc về tịnh độ hết, đều thuộc về thiên quốc hết. Mà nếu chúng ta giận hờn, nếu chúng ta tuyệt vọng, nếu chúng ta lo lắng, thì làm sao tiếp xúc được? Cho nên hai vợ chồng phải sống với nhau như thế nào? Để cho những cái chướng ngại đừng có thiết lập ra và cả hai đều mất tịnh độ. Mất tịnh độ là uổng nhất, tại đó là cái quý nhất mà một kiếp người có thể tiếp xúc được. Và thầy có làm hai câu thơ trong khi thầy giảng dạy hướng dẫn khóa tu ở Đại Hàn. Hai câu thơ đó như thế này: chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Sanh ra làm người mà không có cơ hội để rong chơi trong tịnh độ thì nó uổng quá. Bây giờ quý vị nhớ hai câu đó, đem về viết, để trên bàn mình cho vui. Chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, viết làm sao cho đẹp, viết calligraphy. Làm người một kiếp cũng như không. Cũng như không.
Mình có thể đặt nhạc cái câu này, mình hát nhỏ nhỏ cho mình nghe. Cái này chắc đáng lẽ phải thêm cái vô sắc để cho nó, vô thang để cho nó mạnh.